Vâng, trong chương trình trò chuyện cùng Sao cùng với VTV Show ngày hôm nay xin được giới thiệu một nữ ca sĩ đang rất được chú ý trong những ngày vừa qua. Xin được giới thiệu nữ ca sĩ giảng viên Thanh Nhạc Ngọc Mai. Xin chào tất cả các quý vị khán giả của chương trình trò chuyện cùng Sao. Trong những cái ngày cuối năm như thế này để mà được gặp gỡ và trò chuyện với chị Ngọc Mai, đặc biệt là năm nay nữa thì chắc hẳn là khó. Cũng hơi một chút bận hơn so với các mọi năm một chút xíu. Và Chỉ hơi hơi thôi. Bởi vì là có những cái quy tắc là mình cũng phải dành những cái thời gian cho gia đình đó, cho nên nó cũng có những cái quy tắc riêng. Cái show cuối năm mọi người chưa có biết về Mai đó, thì cuối năm cũng sẽ bận theo một cái kiểu khác. Những cái năm mà chưa lấy chồng á thì Mai sẽ đi lưu diễn. Thường thường là Tết là không có ở Việt Nam. Những cái năm mà chưa có lấy chồng á, hầu như là đi cả tháng rồi lưu diễn vậy đó. Nói về những cái hoạt động âm nhạc đi thì gần đây nhất thì chị đã xuất hiện trên sân khấu của lễ hội âm nhạc quốc tế Hòa Du tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, và có một vinh dự rất đặc biệt, một cơ hội mà ai ca sĩ nào cũng mong muốn, đó là được song ca cùng huyền thoại Babyface. Thực ra thì mình nhận được cái thông tin này cách đó vài ngày, nhưng mà có chỉ một vài ngày thôi. Vài ngày thôi, nhưng Babyface rất là yêu Việt Nam, và khi mà đã tìm một cái bài cho Ngọc Mai rồi á, thì sau khi nghe giọng á thì thấy là có một bài khác phù hợp hơn, cho nên chỉ có đổi bài sau. Trước giờ diễn là đổi bài 24 tiếng thôi. Trước đó thì họ rất là nhiệt tình. Họ nói là tôi có thể tập cho Ngọc Mai, bởi vì biết là Ngọc Mai không có phải là lợi thế này. Thì họ rất là nhiệt tình. Thì anh Huy Tuấn cũng như là Ngọc Mai cảm thấy rất là trân trọng với sự nhiệt tình của họ, cho nên liều mình á. Thực ra là chỉ có 24 tiếng đồng hồ để tập cho một bài mới toanh Mai chưa bao giờ biết. Khi mà đi tập vào buổi sáng mà đi chạy chương trình á, Mai còn không nhớ giai điệu, mà Mai còn hỏi giai điệu đầu câu đầu tiên là gì, tức là mình chưa kịp nhớ cái giai điệu, chưa thấm vào người ấy. Nhưng mà may quá, buổi tối thì mình được cái điều may mắn nhất là sạch sẽ cái bài. Mặc dù có thể nếu cho mình làm lại hay có cái thời gian nhiều hơn thì mình sẽ được làm tốt hơn. Thì mọi người nếu như mà xem video thì Mai không phải là tự tin quá, nhưng mà Mai vẫn có một cái gì đó Mai tin tưởng rằng là đây là mình hát với cả một cái tấm lòng của mình dành cho cái sự ưu ái của anh Babyface. Khi mà bước lên sân khấu thì Mai cũng nghĩ là Mai sẽ run lắm. Anh Huy Tuấn anh đứng ở trong anh cũng nói cố lên nha. Đó, nhưng mà mình nghĩ rằng mọi thứ khi mà nghệ sĩ bước lên sân khấu rồi á, hầu như là nếu như Mai á thì Mai không có cái sự sợ hãi đó nữa, tức là Mai sẽ hóa thân thành một cái người khác, cho dù có hoàn thành hay không hoàn thành thì nó cũng sẽ ở cái một cái mức tốt nhất mình có thể trong thời điểm đó. Trong năm vừa qua thì chắc chắn là mọi người sẽ nhớ đến Ngọc Mai với rất nhiều những cái chương trình mà chị đã tham gia, thì cái Hòa Du coi như là một cái điểm kết cũng khá là đẹp cho một năm 2022 đầy màu sắc. Và chắc chắn không thể không nhắc tới chương trình The Masked Singer rồi. Cái chương trình đã mang lại rất là nhiều những cái thành công cho mình trong năm qua. Trong bản thân của Mai á, luôn luôn có cái sự chuẩn bị cho một cái ngày đó, một cái cơ hội nào đó đến thì mình không có bị bỡ ngỡ, cho nên luôn luôn ở một trong tâm thái không phải là mình ngồi im. Mặc dù là mình lui về, mình không có hát nhiều sân khấu, nhưng mà mình vẫn luôn luôn ở trong cái tâm thái là chuẩn bị, đúng rồi, và mình lúc nào cũng bồi đắp không ngừng. Thì trong một cái đợt dịch thì Mai có cái bài Đi Đâu Cho Tiếp Theo Cùng á, nó được viral lên mà không phải sở trường của mình, thì mình thấy là cũng rất là thú vị. Và có một cái câu nói để Mai quay lại với nghề đó là, trong một cái buổi gặp gỡ bình thường, nó là em phải quay lại, giọng hát của em sẽ giúp người khác, phải quay lại để giúp cho người khác. Thì Mai chỉ lặng lẽ thôi, tức là Mai lặng lẽ nói với anh Nghiệp, không có tham gia nhiều trong cái show diễn này kia, nhưng mà những cái đêm ở phòng trà thì Mai sẽ hát, và cái tiền đó Mai sẽ đưa cho các bạn mà là sinh viên ở Huế, có hai trường nghệ thuật ở Huế học thanh nhạc á, thì đóng học phí cho các bạn, tức là cho các bạn học bổng từ cái giọng hát của mình. Nó cho nên là có cái sự trao đổi và làm cho xã hội. Thì có phải rằng là mình không cái kiểu này thì kiểu khác, là bằng cái gọi là tính chất bắt cầu á, mình sẽ cái giọng hát của mình sẽ giúp người khác, không phải mình không có tiền tài thì mình bằng cái giọng hát của mình, bằng cái kiến thức của mình cho mình và cho người, ý là như vậy, vừa là thỏa đam mê của mình, nhưng mà cái giọng hát thỏa đam mê của mình lại đem được cái lợi lạc cho người khác nữa, thì mình thấy rất là tuyệt vời. Thì The Masked Singer, Mai cũng chia sẻ với họ những cái điều mà Mai nói, như chia sẻ ở đây, thì họ cảm thấy rất là thú vị. Hai lần bỏ cuộc rồi ấy, tức là đã nhận lời rồi, xong rồi nói em ơi thôi thì thôi, bởi vì chồng con nữa đủ thứ hết. Rồi nói là mình cũng ngại, nhiều khi đi quay đêm hôm ấy thì mình cũng ngại, với là tập bài nó rất là mất thời gian, mà cho nhiều tập ròng rã
mình cũng ngại, mình cũng nói, mà các bạn động viên lắm các bạn. Sau chương trình thì chị Ngọc Mai cũng đã nhận được rất nhiều những cái sự quan tâm, những cái sự yêu mến, yêu thương của khán giả từ đủ mọi thành phần, tầng lớp, rồi lứa tuổi luôn. Đúng rồi. Chắc chắn là sự cổ vũ và đón nhận của khán giả là món quà lớn nhất mà Ngọc Mai nhận được sau quãng thời gian dài nỗ lực vừa qua. Và như một là một cầu nối để giúp ca sĩ Ngọc Mai có thể đến gần hơn với khán giả của mình, thì chúng tôi đã thông báo về sự có mặt của khách mời ca sĩ Ngọc Mai trên fanpage của VTV Show trong suốt một tuần qua. Và chúng tôi đã nhận về hàng trăm câu hỏi đến từ những người hâm mộ thông qua ứng dụng Genie. Genie là ứng dụng hỏi đáp thuần Việt trên các nền tảng di động phổ biến nhất hiện nay, sử dụng phương thức truyền tải chính là âm thanh. Với ứng dụng Genie, các bạn có thể đặt ra những câu hỏi, những thắc mắc của mình đến với những người mà bạn quan tâm. Genie cũng được xây dựng là kênh giúp cho những người nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng, các chuyên gia có thể xây dựng và tương tác trực tiếp với cộng đồng qua hình thức hỏi và đáp với chính những người hâm mộ của mình. Trong số hàng trăm câu hỏi được các người hâm mộ gửi về, thì chúng tôi đã chọn lựa ra một số những cái câu hỏi trên ứng dụng Genie để có thể cùng với chị Ngọc Mai giải đáp những cái thắc mắc của người hâm mộ. Ngay sau đây ạ. Vâng, câu hỏi đầu tiên. Đi học thanh nhạc với cô Mai có khó không? Bây giờ cô làm ca sĩ rồi, thì liệu mình có cơ hội nữa không nhỉ? Cô làm ca sĩ từ rất lâu mà. Mai làm ca sĩ từ rất lâu. Nếu mà tính cả năm nay nữa là 20 năm Mai đi hát rồi. 20 năm đi hát thì khi mà trong cái thời gian bận này nè, thì Mai đang trả những cái lớp cũ đó. Trả nợ cho các lớp cũ. Tức là bây giờ là vẫn đi dạy luôn, sau khi làm đúng ca rồi. Sĩ là vẫn đi dạy. Đúng rồi, tức là mình vẫn đi dạy, hôm qua mình vẫn lên lớp bình thường đó. Hoặc là mình trả qua phòng Zoom, trả nợ cho các bạn qua phòng Zoom. Và sắp tới đây là có những cái lớp showcase đó, là trả khóa thì mình cũng phải trả cho các bạn cho đầy đủ khóa học. Và mình biết được các bạn rất là nhiều bạn muốn học, cho nên mình đã sản xuất hai cái video dạy rất là tận tình cho hết mọi người, để mà mọi người biết được thanh nhạc như thế nào, hơi thở ra làm sao. Mai dạy tận tình trên những cái video đó, Mai cho hết luôn á. Rồi Mai làm những cái tập reaction, có nghĩa đó là một cái phương tiện để mà các bạn sẽ hiểu rõ những cái bài hát đó và hiểu rõ về thanh nhạc, cái cách sử dụng những kỹ thuật như thế nào, là Mai phân tích rất rõ để mà cho mọi người được học đại trà. Đó, thì nếu như ai có duyên nữa, khi đã học xong rồi mà nó có duyên, thì Mai đã tổ chức hai buổi workshop, mình sẽ học bằng nhiều cái phương thức chứ không phải chỉ có ngồi tiếp cận mà như vậy. Thì còn khi ra Tết á, thì bạn nào có duyên á, thì Mai lại trở lại với lớp học bình thường, chứ đâu phải lúc nào cũng đi hát hoài đâu. Tức là lúc nào thì cũng vẫn sẽ có cơ hội để học. Đúng lớp rồi. Của Mai mà học trực tiếp là uống trà là nhiều chứ không phải là học thanh nhạc nhiều. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, cô Ngọc Mai có dự định làm một MV nào đó có sự tham gia của anh Quốc Nghiệp trong thời gian tới không ạ? Này, cô Ngọc Mai nhưng mà là anh Quốc Nghiệp. Đúng rồi. Có nhiều người nói là tại sao, trời ơi, nghe cô Ngọc Mai tưởng cô lớn tuổi lắm, vô người ta như vậy tự nhiên gọi cô sao kỳ vậy. Cho nên là mọi người thấy là Mai cũng thấy là thôi cũng vui, để bởi vì mọi người cứ ai cũng gọi cô Mai ơi, đúng rồi, tưởng là cô Mai già lắm rồi. Thì cái này là không phải là cô Mai có dự định, mà là tự anh Quốc Nghiệp sẽ có dự định. Anh Quốc Nghiệp đề nghị dự án này đó, thì chắc chắn là sẽ có cái dự án này đấy, chứ không vậy phải là có thiệt có luôn. Thật mà nhiều khi là ra single của anh Quốc Nghiệp nữa mới khổ. Ôi trời. cái này có khi là người nào đấy gần phủi hỏi đó. Rồi không, cái này là anh Nghiệp mới thủ thỉ bên tai thôi, nên em có thể dạy anh. À, được vậy không? Là đây là lần đầu tiên bí mật này. Đúng được rồi. Có thể là sắp tới là sẽ có một single không phải Hoàng Tử Siếc nữa. Đúng mà rồi. Là ca sĩ Quốc Nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên thanh nhạc Ngọc Mai. Chứ Quốc Nghiệp cũng đã từng song ca với Ngọc Mai cũng một số bài nữa đó chứ. Đó. Đánh giá như thế nào về giọng hát của chồng nào? Nói chung chồng anh Quốc Nghiệp mê hát lắm, mê lắm. Và mình thì mê là một chuyện nha. Mê và tất nhiên là sẽ có hát lúc này lúc kia, có nào mà hên á thì nó đúng, mà không hên lắm trong ngày hôm đó thì nó hơi lạc một tí. Nhưng mà ví dụ như là mình ngồi trên xe đó, thì mình hay bị bệnh cô giáo mà hay, ví dụ nó bị đớt chữ rồi là sửa liền, ví dụ vậy. Xong đến khi anh lại nói là tại sao em dạy tất cả mọi người mà không dạy anh. Em dạy anh hàng ngày luôn, anh hát cái em dạy mà tại sao anh không tin thôi chứ. Một chùa nhà không tin. Tiếp tục một câu hỏi về Masked Singer Việt Nam. Bây giờ thì mọi người biết O Sen là ai rồi, nhưng chưa biết O Súng. À, O Súng cô có thể tiết lộ luôn được không?
Nếu mà cô tiết lộ thì các bạn hãy chuẩn bị cho một ít đủ chi phí để đền hợp đồng. Quá hết chương trình rồi mà vẫn phải đền hợp đồng với Osum luôn. Nói vậy thôi chứ Osum sẽ là một cái bí mật. Để có thể sang năm Osum sẽ thi thì sao? Cho nên là mình phải giữ cái bí mật này để cho mọi người Osum nè, rồi Tiểu Phượng Hoàng nè, rồi là Mây hả, rồi bạn Mây nữa, có thêm một bạn Mây nhỏ nữa đó, thì là ba ẩn số để cho mọi người đoán, vậy nó mới vui. Vậy thì thế là chương trình còn làm trong mấy cái nhân vật này còn ức chế hơn cả trường hợp của cô Ngọc Mai rồi, năm nay đúng đó. Rồi ức chế lắm, cho nên là thấy đó là cái sự úp mở mở ức chế lắm, nhiều bạn ức chế đó thì nó mới là chương trình. Vậy xem Masked Singer xong cứ thấy lúc nào Osen lọt vào vòng nguy hiểm là thấy chị có vẻ buồn thiu. Lúc đó trong mặt nạ chị buồn lắm thật hả chị? Thực ra mọi người thấy Osen lúc đó buồn thiu hay không là từ tâm mọi người thấy đấy. Bởi vì Osen bất biến giữa dòng người, bất biến giữa là mọi thứ nó biến chuyển, thì cái mặt Osen nó vẫn từ đầu chương trình tới cuối nó có một cái mặt một à. Cho nên thế là mà mọi người lại thấy buồn được. Đúng, cho nên là vì mọi người thương quý O, thực sự là vậy, cho nên mọi người buồn giùm O, mọi người khoác cái buồn đó lên Osen. Nhưng thực sự đó Osen cũng nói là ừ thì mình lọt top nguy hiểm, ví dụ như nỗi buồn của mình thì là niềm vui của người khác, ví dụ như vậy, cái cuộc đời này là nó là vậy, thì mình hoán đổi cho nhau thôi, mà thực sự là niềm vui với nỗi buồn nó chỉ là cái sự hoán đổi của người này với người kia thôi. Cho nên là đối với bản thân O là một tâm thái là không có gì mà phải buồn ở trong, hay là mặt O ở trong rất là bình thản, không có gì để buồn. Thậm chí mà có những cái tập mà với Tino á, mà Tino lật mặt á, mà O Sen đòi là hôm đó O Sen phải được lật mặt vì mệt quá. Mà O Sen vùng bằng nó không có được. Tức là O đã make up rất đẹp. Chứ hôm để, đó để là được lật mặt. O make up mình đến mức độ mà nhờ bạn ở ngoài chương trình vô make up cho O thật đẹp để tối đó được lật mặt. Chứ ai ngờ Tino lật mặt thì O thì mọi người xem lại cái video đó. Hôm đấy là tiếp cái makeup ở trong. Đúng rồi, họ chuẩn bị mọi thứ tâm thái để mà được lật mặt hôm đó rồi, thực sự là vậy đó. Để xong cái hôm cuối cùng diễn bết bát, bết mướt mả mồ hôi rồi mới được lật. Đúng rồi. À, có một câu hỏi nữa là ở trong lúc show, lúc đeo mặt nạ thì em thấy chị cà trớn lắm, giỡn với tất cả mọi người. Vậy còn ở ngoài cô có như thế không? Bình thường giảng viên là phải nghiêm túc lắm cơ mà. Ai đã từng đi xem workshop của cô Ngọc Mai rồi hay là đã từng học trò rồi thì thấy là cô cũng rất là nhây, chứ không phải là, tức là mình giống như cái bài mà muôn vàn khuôn mặt vậy đó, mình sẽ khoác lên rất là nhiều cái khuôn mặt khác nhau. Có cái lớp đó nghiêm túc thì mình sẽ nghiêm túc, tức là năng lượng các bạn sao thì cô sẽ nương theo các bạn như thế đó. Thì mình vào cái môi trường như thế nào thì mình giống như nhập gia thì tùy tục vậy đó. Giống thì một cái vai diễn nào thì mình làm tròn một cái vai diễn đó vậy thôi. Nên ví dụ như là khi mà chương trình nào đó với một cái câu hỏi sâu deep thì O cũng deep. Ví dụ như vui thì O cũng vui, ví dụ như mình cũng sẽ cảm giống như khi mà ca sĩ mà đi hát, ngày xưa O đi hát vòng trào cũng vậy, O sẽ không có tính được bài trước mà O sẽ cảm theo khán giả. Nó mới thú vị. Nhắc đến bài Muôn Vàn Khuôn Mặt thì mới cách đây 10 phút thôi vẫn có những cái câu hỏi gửi đến cho chương trình qua ứng dụng. Cái câu này là đoạn nào trong bài hát Muôn Vàn Khuôn Mặt mà chị Mai cảm thấy thích nhất? Chị có thể hát một đoạn ngắn cho em được không? Một lần ta khoác lên muôn vàn khuôn mặt, một phen khiến thế gian quay cuồng nghi hoặc. Hiện thân kia chính do tay ta sắp đặt, để khi vang tiếng ca mê hoặc cõi đời ta vẫn là ta. Đó là cái câu nó như vậy. Bởi vì là một lần mà ta khoác lên nhiều khuôn mặt như vậy thì có phải là thế gian ai cũng không biết cô này là ai, không biết là ai, nhân dạng thật của cô này là gì, là cái người nào vậy đó. Hoặc là con người bình thường vậy, không phải riêng Osen đâu, chúng ta cũng vậy đó. Và cái nhân dạng đó là chính tay ta sắp đặt, có nghĩa là ta muốn sống theo lương thiện hay bất thiện, hay muốn sống theo như thế nào là do ta lựa chọn mà, đúng không nè, do ta sắp đặt. Và nhưng mà để khi vang tiếng ca, hay là như thế nào mọi thứ, hay là đối với Osen mọi thứ nó có đến, hào quang nó có đến, nó có đi, nó như thế nào, thì Osen vẫn là Ngọc Mai. Theo một câu hỏi khác của một bạn khác, chị Mai nói được mấy giọng à chị? Em thấy chị thích nói giọng Huế, thấy giọng Bắc, giọng Nam thì sao? Thì đây là mình đang giả giọng hơn miền Nam, nhưng mà nó hơi cứng nè. Còn mình nói giọng miền Trung thì tất nhiên là nói giọng miền Trung. Còn giọng Huế là mình giả giọng Huế, chứ không phải mình nói giọng Huế. Còn mình nói dòng Quảng Trị thì nó không phải như vậy, mà nói dòng Huế thì nó như rửa, thì hẳn như rửa. Đó. Còn cũng gần. Khi mà ở, hoặc là mình là ở Nghệ Án ấy,
Ví dụ như vậy thì nó sẽ có những cái âm sắc nó sẽ hơi khác một tí xíu. Nó sẽ có cái lúc trầm lúc bổng nó hơi khác. Chị còn nói được giọng Bắc. Thế em muốn chị nói như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào giọng Bắc nhé. Thế em sẽ hỏi đi và chị sẽ nói không có giỏi giọng Bắc, nhưng mà có thể sẽ có những cái mà hơi Bắc Bắc cũng được. Đấy. Làm giảng viên thanh nhạc thì có hỗ trợ cho cái phần này không? Rất hỗ trợ. Bởi vì là như mình đã hướng dẫn ở trong cái video là mình bắt chước được giọng nói càng tốt, bạn nào mà có khiếu bắt chước càng tốt thì có khả năng học thanh nhạc càng cao. Vừa thành công trong nghề và chị Mai lại được chồng yêu quý nữa. O Sen Ngọc Mai dường như có tất cả mọi thứ rồi thì phải, nên tôi cũng không biết hỏi thêm gì nữa. Với khán giả này thì như thế nào? Mọi người cũng sẽ biết rằng là không có cái gì tự nhiên mà có cả, tất cả đều mình xây dựng. Cho nên chính vì vậy cho nên cái thời gian mà O lui về đó, nói là O không đi hát, bởi vì mình nghĩ được rằng là khi mình đã quyết định mình đã lấy chồng, đó là O nói theo cái quan điểm của mình, Mai nói theo quan điểm của Mai thôi, mà nói theo cái cuộc sống của Mai. Mỗi thời điểm chúng ta sẽ chọn một cái mục đích sống nó khác nhau để phù hợp với cái thời điểm hiện tại đó. Thì Mai nghĩ đến bây giờ nó đã đủ đầy. Khi mà cái móng của gia đình, vì mình là người phụ nữ lập gia đình, mình đang nói là những người phụ nữ lập gia đình nha, giống như Mai, thì cái nền tảng của gia đình nó vô cùng quan trọng. Nó ví dụ như khi mà nó đã vững chắc rồi thì mình muốn làm cái gì ở phía trên nó cũng được hết, có cái nền móng á, thì gia đình luôn luôn là một cái chốn đi về, cho nên mình phải xây dựng. Mai thì đối với Mai thì Mai sẽ xây dựng nó trước đó, chờ khi mà nó đã vững chắc. Cho nên còn nếu như mà chưa vững chắc thì Mai sẽ làm như thế nào đó, phải tìm kiếm, phải làm thế nào đó để nó phải thật vững chắc đã, rồi Mai mới dám quay lại làm nghề. Vậy thì khi mình quay lại làm nghề thì mình đã được hậu thuẫn với ba con người kia, có phải sướng hơn không? Vậy là đúng thời điểm. Sau khi chọn, người ta hỏi một câu nữa là trong gia đình nhà chị thì ai là nóc nhà? Có lúc người này là nóc nhà, có lúc người kia là nóc nhà. Ủa, nóc nhà sao thay liên tục như vậy được? Bởi vì có khi thì nhà tôn, có khi nhà ngói. Đó, trời, ví dụ như là trời mùa hè nóng quá thì lợp ngói lên cho mát, mà trời lạnh thì là có thể lợp tôn, ví dụ vậy. Thì là nóng lạnh là cũng khác nhau rồi. Thế chị tự nhận mình là tôn hay là ngói nào? Mình có những lúc khi có khi là tôn, có khi là ngói, bởi vì trong con người của mình mà. Ở trong gia đình Mai là vậy, thấu hiểu nhau. Trong cái thời gian này thì anh Nghiệp đã hỗ trợ Mai rất 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 là nhiều. Nhà Mai không có một ai giúp việc đâu nha. Tất cả là hai vợ chồng làm hết. Hoàn toàn là hai vợ chồng. Đến cái thời điểm mà sau này thì Mai không có dám chắc, nhưng mà từ cái đợt dịch tới bây giờ là hai vợ chồng tự thay phiên nhau chăm con và tự làm tất cả những cái việc trong gia đình. Cho nên là Mai chỉ có muốn nhắn nhủ với các bà mẹ nội trợ hay là các bà mẹ bỉm sữa đi, vì Mai trong cái hội bỉm sữa mà, thì Mai nghĩ rằng là chúng ta không phải là lui về chăm con là chúng ta không có gì, không phải, mà chúng ta quay về để chúng ta luyện nội công. Để một ngày mà con mình lớn rồi mình sẽ có cái thời gian luyện nội công rồi thì mình sẽ có cái cơ sở để mình có thể bùng nổ, ý là vậy đó. Mai có một cái hậu phương, có một cái gia đình rất là vững chắc đứng đằng sau mình, và rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện của hai anh chị nữa, mà nó là một phần không thể bỏ qua khi mà nhắc đến Ngọc Mai. Có Ngọc Mai là có quốc nghiệp. Vậy thì ngày xưa và hợp nhau đến như thế cơ mà, và có thể hoán đổi được vị trí của nóc nhà cho nhau thì tôi chịu rồi, chưa thấy ai nói được như thế cả. Có một khán giả vừa đặt một câu hỏi như thế này: ngày xưa chị Mai và anh Nghiệp gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Ai là người tán tỉnh? Trong những cái chuyến lưu diễn hai vợ chồng mới gặp nhau, và cũng vì giọng hát này mà anh Nghiệp phải lòng trước, bởi vì anh Nghiệp sẽ có một mục tiêu, đó là ủ mưu là sẽ học hát free cô này. Đó, vì mê hát. Vì là mê hát. Đúng rồi, mê hát. Mê cả cô hát luôn. Và ước mong là sẽ cái cô này sẽ hát cho mình siếp. Nó liên quan móc nối rất tiếp với câu của một khán giả tiếp theo: mỗi khi chồng diễn thì cảm giác của chị cảm thấy như thế nào? Vì em thấy cũng khá nguy hiểm. Em là em thấy anh nhà tự hào khi chị hát lắm. Bình thường ở nhà chị có hay hát cho anh nghe không? Thì chị hát hoài, chị hát có âm nhạc và hát không có âm nhạc cũng rất nhiều. Đó, thì anh hát hay là hò, đúng rồi, hát hay hò hay vừa hát vừa hò vừa hét nữa. Có đủ hết. Thì trong nhà thì mình thấy là có khi hai vợ chồng mà lái xe mà hát
nổ tung cái xe luôn, ý là hát ồn chiếc xe bên trên một cái đoạn đường. Thì anh Nghiệp với Mai á thì có những cái rất là chung, những cái sở thích á. Anh Nghiệp thì mê lái xe, mà khi nào mà đi những cái đường trường á là hai vợ chồng nhiều khi hát từ điểm sân bay đến cái điểm cuối cùng luôn á, thì mê mà thì rất là nhiều, hát rất là nhiều. Còn cái chuyện mà khi mà anh Nghiệp biểu diễn thì mình có lo lắng hay không thì cái chuyện đó là cái điều đương nhiên rồi. Ngày xưa nếu như mọi người có lật lại những cái tờ báo cũ hay là những cái talk show cũ thì mọi người sẽ biết được là những cái lo lắng của mình như thế nào. Nhưng mà cái gì nó cũng sẽ tập làm quen ấy, kiểu như là thép đã tôi thế đấy, ý có nghĩa là vậy đó. Nó sẽ có những cái độ lì đòn ấy, từ từ nó sẽ có cái độ chịu đựng lì đòn. Nhưng mà nhờ như vậy thì mình mới có một cái sự can trường kinh khủng khiếp như vậy. Có nghĩa là có khi mà đến tận cùng là mình chuẩn bị cho cái tinh thần là sẽ mất người thân, ví dụ như vậy. Mới có những cái cuộc thi giống Britain Got Talent, mọi người cũng đã biết, có cú nhảy rất là ngoạn mục như vậy. Một là chết là xanh cỏ, hai là đỏ ngực á. Như là vậy. Thì có những cái mà mình đây không nói giỡn, mình nói thiệt. Rồi, có một câu hỏi tiếp theo cũng về gia đình của chị Mai. Bây giờ không phải về anh Nghiệp nữa mà về hai bé. Tại vì hai bé cũng là hai người khá là nổi tiếng trên các trang mạng xã hội của anh Nghiệp. Cô có hai bé mà cả hai bé đều biết diễn xiếc cả rồi, liệu có bé nào theo nghiệp của mẹ không ạ? Cái đó là tùy duyên. Hùng Tâm thì đã có hai cái kỷ lục đấy, hai cái kỷ lục Guinness của Việt Nam. Em Miền Mí thì cá tính lắm, rất là cá tính và giống Mai rất là nhiều điểm, mà làm cái gì làm cái tới nơi tới chỗ, với ý là như vậy. Thì mình thấy được cái tính cách đó thì đừng mong rằng là mình định hướng cho có. Bạn đó bạn sẽ tự chọn, giống như Mai vậy. Mai cũng tự chọn cái con đường này của mình, chứ không phải là ba mẹ là hậu thuẫn, chứ còn là cuộc đời của con thì để con chọn. Cho nên là Mai nghĩ rằng thì mình cũng được may mắn là ba mẹ rất là hậu thuẫn cho mình, tôn trọng cái con đường mà mình chọn. Bởi vì nhà không có ai đi theo nghệ thuật hết, mình là cái người tiên phong luôn á. Và mình nghĩ là con của mình cũng sẽ như vậy. Nếu như mà cháu chọn cái con đường như thế nào đó là quyền quyết định của hai đứa nhỏ đó. Khi mà nhìn các bé biểu diễn như thế với ba, chị có cảm thấy sợ sệt hay sợ hãi gì không? Mình chia sẻ thì có là đầu tiên mình run, mà cái run nó cũng được huân tập, bởi vì mình có run thì cũng phải như thế. Có nghĩa rằng là anh Nghiệp anh đừng có run, em khỏi phải lo. Thì có nghĩa là mình có run như cầy sấy hay mình có không run thì cái việc đó nó cũng sẽ xảy ra, cho nên mình sẽ lui về học luật chấp nhận và nên truyền thêm một cái năng lượng vững tin. Nên là như vậy chứ không nên là thôi lỡ khi này kia thì mình đã vô tình truyền cái năng lượng xấu ấy. Cho nên là Mai nghĩ rằng là cái gì trong cái cuộc sống của mình cảm thấy là mình cản không được thì mình nên chúc, mình nên tiếp thêm năng lượng để cho cái để cho cái đó đúng rồi, để cho nó vững vàng đó. Cho nên như vậy, bởi vì anh Nghiệp đã quyết cái gì rồi thì cũng không có thay đổi được đâu. Cho nên Mai nghĩ vậy. Đây cũng chính là cái cách mà anh chị chung sống với nhau trong suốt những năm. Đúng rồi, phải có nhu có cương là vậy đó. Để lấy nhau được bao nhiêu năm rồi ta? Tính cả năm nay nữa là hơn 7 năm rồi. Hơn 7 năm. Và tiếp theo lại quay trở lại về con đường âm nhạc đi. Ai cũng biết chị là một giảng viên âm nhạc rồi. Và cũng có rất là nhiều những học trò là những ca sĩ nổi tiếng. Có một câu hỏi ở đây là cô còn trẻ quá và là giảng viên cho biết bao nhiêu anh chị ca sĩ nổi tiếng rồi. Đã có lúc nào cô dạy cho các anh chị mà bị khớp trước cái danh tiếng của họ hay chưa? Thế mình thậm chí mình còn nằm ngủ chung với một người nổi tiếng thế giới cơ, mình đâu có khớp đâu. Mình đã được tập rồi mà, mình đã được tập rồi mà, cho nên là cả cỡ tầm cỡ thế giới mà mình còn ăn cơm cùng đây. Mình còn ăn cơm chung mà rồi mình còn đẻ con chung nữa, không có gì. Cho nên là cái này là đối với Mai thì nó đơn giản. Quá là đơn giản luôn. Vậy thì trong những giọng ca trẻ hiện nay, kể cả chị tiếp xúc hay là chưa nha, chị ấn tượng với giọng ca của ai nhất? Mình vẫn rất là thích giọng ca của bé Lady May. Thua mình đúng một con giáp luôn á. Thua mình đúng một con giáp là 12 tuổi. Thì với một cái độ tuổi rất là nhỏ, nhưng mà có một cái giọng rất là nội lực. Và rất là nếu như mà rèn giũa là sẽ là một cái giọng cực cực kỳ xuất sắc á. Vậy thì nếu được kết hợp với một ca sĩ hiện nay chị khoái nhất, kết hợp với ai bây giờ hả chị? Nổi tiếng thế giới mình cũng đã kết hợp thế giới hả? Không, chị thực ra thì Mai một cái người, Mai có nhiều thần tượng âm nhạc lắm chứ bộ, nhưng mà cái người mà Mai không biết nữa, Mai mê chị Hồ Quỳnh Hương quá. Không biết nữa vì thì Mai có người đã nhầm
Osen là chị Hồ Quỳnh Hương rồi. Đúng rồi, có khi nó bị hơi bị lậm vô một tí. Bởi vì là Mai không biết sao nữa, có lẽ là mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau, nhưng riêng với mình thì mình cảm thấy bản thân của mình thôi, mình thấy trong cái giọng hát đó nó rất là gần với mình, rất là gần với cái cảm xúc của mình. Thì là như vậy thôi, bởi vì mỗi người sẽ có một cái góc nhìn nó khác nhau, một cái cảm xúc nó khác nhau, đâu có ai bắt ai được. Thì Mai chỉ cảm thấy là khi mà cái mình nghe là mình cảm thấy nó những cái tế bào trong người mình nó từ từ rung động, mà mình không có lý giải được đâu, thực sự nó là vậy. Thì Mai thấy là giống như là rút hết cả ruột gan ra để hát vậy đó, cho nên là Mai cảm thấy rất là trân trọng những người nghệ sĩ như vậy. Và một câu hỏi cuối được lựa chọn từ hàng trăm câu hỏi mình đã chị. Người ta nói bây giờ ca sĩ nhiều khi cần sắc đẹp hơn là giọng hát. Osen của em thì có cả hai, nhưng nếu chỉ được chọn một trong hai thì chị chọn điều gì? Nếu như ai mà đã từng xem Osen trước đây á, thì sẽ thấy một cái diện mạo của Osen nó khác. Thế cho nên là cái giọng hát này nó vẫn còn ở lại với Osen từ ngày mẹ sinh ra cho đến bây giờ. Thì nó tất nhiên nó vẫn được mài dũa để nó càng ngày càng phát triển. Nhưng mà cái giọng hát, bởi vì như Mai đã giải thích là giọng hát nó liên quan đến thổ nhưỡng và nguồn nước, từ gen di truyền, từ đủ thứ, thì Mai đã được cấu thành nên có một cái có một cái chút gì đó gọi là gen đi. Thì nó vẫn là cái nhân, nó là như vậy. Còn cái sắc đẹp hay này kia thì Mai nghĩ rằng là mình nói như vậy thì sẽ rất là sợ bị đụng chạm. Nhưng mà Mai không biết vì sao nữa. Nếu như chúng ta đã có một cái cốt lõi, chúng ta đã có một cái gọi là một cái sự đam mê và có một cái gì đó mà mình kiên quyết đi với một cái con đường thiện lành, thì Mai dám nói thẳng rằng là mình không thể nào dám làm cái điều gì mà nó không thiện lành được hết. Thì chắc chắn ở trong cái gương mặt của mình hay là tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy là nó sẽ tỏa ra một cái hào quang nào đó. Đẹp hay không đẹp, có nhiều người không phải là đẹp là bạn sẽ mắt sẽ sắc, mũi sẽ cao này kia, mà cái đẹp ở đây nó khác lắm. Có nó sẽ toát ra cái đẹp khác kìa, nó chứ không phải là Mai được khen là đẹp, Mai cũng chưa chắc Mai đã vui đâu. Bởi vì đẹp ở cái bên ngoài này nè, những cái thần thái ở bên ngoài này, bạn make up giỏi sẽ làm cho bạn đẹp, bạn làm tóc giỏi sẽ làm cho bạn đẹp, những nhà phẫu thuật thẩm mỹ sẽ làm cho bạn đẹp dễ dàng. Nhưng mà cái đẹp mà ở từ bên trong, mà cái đẹp từ cốt cách á, nó sẽ tỏa ra một cái, nó sẽ tỏa ra một cái năng lượng nó khác, cái đẹp khác. Nó cái điều đó thì cái điều mà Mai muốn mong muốn được chạm tới cái đẹp đó, chứ không phải là cái đẹp về cái thể xác ở phía bên ngoài. Ai cũng sẽ đẹp nếu như chúng ta mà cứ rèn luyện trong cái tâm hồn của mình á, thì nó sẽ có một cái đẹp của cái hào quang nó khác lắm, một cái nó khác lắm. Chắc chắn là cái câu trả lời này sẽ được bạn khán giả hỏi đặt ra câu hỏi là nghiền ngẫm rất là nhiều đây. Và chị Ngọc Mai cũng rất là cảm ơn bạn ấy, vì ít nhất là trong mắt bạn ấy thì chị là người đẹp. Mình cùng gu đó. Và vẫn đang hàng ngày tiến tới một cái định nghĩa đẹp, một cái mốc đẹp khác của chị nữa, một cái đẹp về thần thái, về tâm hồn, đúng không ạ? Mai cũng chia sẻ là Mai đang ấp ủ để mà làm một cái buổi workshop tại nhà hát Hòa Bình. Thường thường thì người ta sẽ, ca sĩ thì sẽ mê làm một cái buổi live show, nhưng mà Mai thì lại mê làm một buổi workshop để truyền cảm hứng cho thật nhiều người. Cho nên là trong những ngày đầu tháng 1 thì Mai sẽ làm một cái buổi workshop tại nhà hát Hòa Bình để giới thiệu cho các bạn những cái vẻ đẹp của âm nhạc dân tộc Việt Nam, cũng như là những cái mà Mai đã thu thập được, Mai gom nhặt được trong cái quá trình làm nghề của mình, để mà có thể biểu diễn cho các bạn và có thể trả lời bất kỳ những câu hỏi của các bạn như thế nào đó. Mai thấy là đó là cái điều mà Mai rất là ấp ủ và Mai tâm đắc nhất trong những cái ngày đầu năm sắp tới. Vâng, còn rất nhiều những câu hỏi nữa, nhưng mà có lẽ là trong khuôn khổ của chương trình không thể trả lời hết được những cái thắc mắc của các bạn. Và chị Ngọc Mai cũng có thể tìm hiểu thêm về ứng dụng cũng như là những cái câu hỏi của các bạn fan hâm mộ để có thể giải đáp hơn và có cơ hội giao lưu nhiều hơn nữa với các bạn. Chị Ngọc Mai là cũng vừa trao đổi về một cái dự định của chị trong thời gian gần. Vậy thì ca sĩ Ngọc Mai đi, còn những cái dự định âm nhạc gì nữa trong thời gian tới, trong dịp năm 2023? Trong năm 2023 thì Mai sẽ ít nhất sẽ có hai dự án về âm nhạc. Một cái gì nó cũng sẽ đi theo cái hướng mà giống như là cái con đường mình đã vạch ra để nuôi dưỡng. Mình không dám nói chữa lành, mình nói để nuôi dưỡng thôi. Nuôi dưỡng cho chính mình trước đó, và nuôi dưỡng cho những ai hợp duyên. Và cũng rất là thời thượng để hợp với giới trẻ.
Vâng, để kết thúc cho chương trình thì hôm nay chị Ngọc Mai đã có rất nhiều chia sẻ với khán giả, từ những câu chuyện âm nhạc, câu chuyện gia đình đến những cái dự kiến mới trong tương lai, những dự định mới trong tương lai. Vậy thì để kết thúc chương trình một cách viên mãn, chị có thể gửi một món quà, một lời chúc năm mới đến với khán giả của VTV Show, chương trình Tâm sự cùng Sao. Thì nhân dịp năm mới thì Ngọc Mai cũng rất là mong muốn gửi đến cho mọi người những cái điều mà tuyệt vời nhất, an lành nhất sẽ luôn luôn đong đầy và đi theo tất cả mọi người. Không phải là trong cái năm này nữa mà suốt, nếu như chúng ta nghĩ rằng là nó tốt đẹp thì nó sẽ tốt đẹp. Mai mong muốn rằng mọi người luôn luôn là hãy tin tưởng vào bản thân mình, là cái gì mình cũng có thể trải qua một cách tốt đẹp hết. Rất là biết ơn khán giả của VTV Show đã theo dõi cái chương trình, theo dõi cái buổi trò chuyện của Mai vừa rồi. Và Mai hy vọng rằng là mọi người luôn luôn sẽ có một cái sức khỏe và sẽ có một cái sự an yên và luôn luôn tràn ngập phúc âm.